hướng dẫn các bạn tải phần mềm giả lập Knox Player trên máy tính. Bước 1, các bạn đang xem video này, thì hãy kéo xuống, và bấm vào link trong mô tả hoặc bình luận. Bước 2, bấm vào nút, tải về, và đợi vài phút để tải hoàn tất. Bước 3, file phần mềm sẽ nằm ở góc trái của màn hình, và khi tải file xong, thì bạn hãy bấm vào file, và chọn vào nút cài đặt. Bước 4, khi cài đặt xong, thì bạn hãy mở giả lập này lên. Bước 5, và để tải game, hoặc ứng dụng, thì bạn hãy bấm vào ô tìm kiếm, nhập tên game và bấm Enter. Bước 6, sau đó bạn hãy chọn vào tên game trên màn hình, và nó sẽ chuyển bạn đến trang đăng nhập tài khoản, thì hãy sử dụng tài khoản Google để đăng nhập. Bước 7, sau khi đăng nhập xong, thì bạn sẽ được chuyển đến cửa hàng Google Play để tải game, thì hãy bấm vào nút cài đặt hoặc Install. Bước 8, khi game được tải xong, thì bấm vào nút mở, Play, Open là bạn đã có thể chơi được game. Chúc các bạn chơi game vui. Now prepare yourself. You're about to test your skills.
Movement is key to surviving Bermuda. Use the left joystick to move around.